Thứ năm ngày 7 tháng 4. Tin mừng theo Thánh Gioan. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Lời mang lại sự sống. Thánh Vincent Paulo được xem là con người của lời Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 24 tháng 10 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khẳng định: mọi tư tưởng và giáo huấn của Thánh Nhân đều dựa trên mẫu mực của Chúa, vì Ngài đã lắng nghe lời Chúa trong tâm hồn. Trước những người Do Thái vẫn còn hoài nghi, Đức Giê-xu liên tục mặc khải cho họ những bí nhiệm sâu xa. Thiên Chúa là cha của người, Thiên Chúa tôn vinh người, người đến từ Thiên Chúa, người hằng hữu. Thế nhưng, họ đã không nhận ra điều đó, vì họ yêu mến những điều thuộc về bóng tối hơn là ánh sáng. Quả vậy, lời của Đức Giê-xu không chỉ có sức mạnh biến đổi tâm hồn, mà còn mang lại sự sống đời đời, vì người là Thiên Chúa thật. Những gì chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng cũng chính là những lời Đức Giê-xu nói với chúng ta hôm nay trong từng hoàn cảnh của mỗi Kitô hữu. Và để có thể nghe và giữ được lời Chúa trong lòng, điều trước tiên chúng ta cần làm là xác tín vào sự hiện diện ngay bên của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con biết yêu mến lời của Ngài và mau mắn đem ra thực hành. Amen.